Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Có người. Ui gắt vậy, qua đây. Thằng bé chạy qua đây em ơi. Quần máu cái đã. Kệ để cho nó chạy qua thẳng luôn anh em ơi, mình quần máu đã. Hợp lý, qua đây. Đúng rồi, qua đây mày, làm sao đấy. Ui cái đậu xanh này. Xanh mộ nha em. Ăn mình đâu có dễ, bạn ơi. Ui nó nhiều đồ quá nhỉ. Có cả luôn gấu da cơ, gắt vậy. Ngon lành gấu da này anh em này. Nó lại hợp lý quá nhỉ, từ từ mình còn máu đã. Có mỗi một túi máu anh em ơi, mặc dù là hiện tại thì mình đang dùng cái ba lô 2 thôi đấy. Vứt bớt đạn súng trở ra ngoài này. Ông ngắm này, chỗ ngắm nhiệt đi. Cái này thì nó xịn xò hơn. Đó, vứt mấy cái đồ không cần thiết đi nhá. Đạn súng trở này vứt bớt đi. Qua đây chúng ta có lượm thêm máu cho anh em không thì lấy gì mà lượm máu nhỉ. Thêm máu này. Đó, ok luôn, hợp lý. Rồi, mình sẽ qua phía này. Ok, và quần máu cho full ra nha mọi người. Không biết có nòng súng là có gì nữa không. Thêm được một ít đạn tiểu liên. 5 từ máu là mình nghĩ là cũng ok rồi. Tại vì với cái Battle 2 thì anh em không thể lượm quá nhiều máu. Nó sẽ tốn cái diện tích để cho anh em lượm đạn súng trường, cũng như là diện tích để cho anh em lượm đạn súng tiểu liên mà. Ok, xuống đây đi. Mới có 5 máu thôi, không sao cả. 5 máu thì chúng ta chưa cần 1 máu vội. Đứng đây đi. Để mình trú tạm cái đã. Không bom nó rơi là hỏng hết cả bánh kẹo bây giờ. Chờ xíu mọi người ơi. Mình đang chờ bom nó rơi xong đã. Sau đấy thì chúng ta sẽ lên trên phía cổng chờ nha mọi người. Đây. Bom rơi hơi lâu đấy anh em ạ, không đùa được. Tầm này thì bom rơi hơi lâu rồi. Lâu vậy. What the hell. Mãi vẫn chưa xong nữa cơ. Lên chưa đi. Ok. Chúng ta sẽ lên cổng chờ nhá mọi người. Hello anh kẹo. Ok, hello các bạn nha. Hóng team 4 hả? Xíu mà anh rảnh thì vẫn chơi team squad thôi. Thế bảo anh em bảo là anh chơi solo đi, team squad chán mà. Nãy giờ mới được có một kill thôi à. Để xem anh kiếm thêm người đã. Hoặc là nâng giáp. Giáp một cũng ăn. Không ăn thì lại phí giáp mọi người ơi. Thế nên là ăn luôn chứ sao giờ. Ok. Và anh sẽ qua phía bên này coi. Xem như nào chứ bây giờ đào đâu ra người đấy. Nghĩ kiểu chán nhỉ. Đây có gì đây. Đậu xanh. Không thể ai nữa. À mình vừa lên được cái giáp chống nổ rồi các bạn đây. Khá là ngon lành. Hiện tại thì mình vẫn đang còn livestream thôi. Không còn một ai mọi người ạ. Thế nên là bây giờ tranh thủ thì check mấy căn nhà phía cổng trời này. Xem có ai không thì hạ luôn trước sau giờ mọi người. Ok. Quên nó ngay mình, chết là của người. May là mình chạy kịp mọi người nhá. Sau cái thùng kia có người nhá. Một quả lựu này. Làm sao? Người này cũng câu lựu mình luôn này. Ok, 75 máu rồi nha. Em ơi, chạy đâu? Em ơi, chạy đâu? Đứng đấy hả? Nhưng rồi ôi, shotgun hả? Shotgun đấy hả em ơi? Shotgun thì ăn sao nổi anh. Mình biết là nó xài shotgun này là mình đã nhảy ra xa một xíu rồi. Ok. Thế này thì ổn cho mọi người đây. Cuốn đầy máu luôn nhá. Ui, thằng nào gây mìn vậy? Có thằng nào đó là canh mình ở dưới anh em ơi. Ok, qua đây. Qua đây em ơi. Nó vừa câu lựu lên này. Ui, cái đậu xanh. Gắt quá nhỉ, được thôi. Gắt quá nhỉ, được thôi, lên đây. Lên đây đi em ơi. Có giỏi cứ lên trên đi em. Thằng bé lại ra ngoài á hả? Lên trên đi. Không lên trên mọi người ơi, đằng sau cũng có người hả? Mình không chặn nữa cơ. Đây này. Lên chưa? Lên đây. Cứ lên đây đi bạn ơi. Nó chưa dám lên các bạn ơi. Lên đây. Cái đậu xanh làm sao? Làm sao chạy đâu? Chạy đâu được? Chạy đâu được hả? Vỡ đầu. Thanh niên. Núp tùm làm cái gì hả em ơi? Ok xong. Let's go. Ui, sau khi hạ được xong mình có tận 9 món keo luôn gắt.
Đứa nào vậy? Đứa nào vậy? Chết từng từng. Trên nhà này có người nha anh em ơi. Ok ok một đứa hả? Coi chừng cái đầu nhà em ơi, cẩn thận cẩn thận. Nó kiểu muốn gạ dao gạ chảo cơ. Không kẹo không chơi. Đứng đây can sọ nó thôi anh em ơi. Nó thấy mình rồi, nó thấy mình rồi. Nó vẫn thấy mình anh em ạ. Đậu xanh qua đây. Qua đây. Nó thấy mình rồi anh em ơi, ngay góc nhà này. Nó lại núp vào rồi luôn. Đậu xanh. Thế bây giờ là chẳng nhẽ là cứ ngồi đây à? Làm sao đây? Ui, thằng bé chạy nhanh thế. Chạy nhanh thế ai chơi? Rồi qua đây bạn ơi. Hạ mình đi, bắn mình đi. Bắn đi. Nó không bắn anh em ơi. Ok ok. Không bắn á hả? Thế có muốn mình đây không? Chẳng nhẽ mình lại lên xử nó này. Hết mình chưa? Có mỗi quả mìn à? Có mỗi quả mìn à? Làm sao đây? Không cho được anh đâu. Không cho được anh đâu. Ui cái đậu xanh này. Ui cái đậu xanh này. Ok lên bảng. Thanh niên. Ngồi canh tôi nãy giờ đấy hả? Quần máu thôi. Bây giờ là quần máu cho full thôi các bạn ơi. Rồi là chúng ta sẽ qua mấy cái nhà khác đã. Ui có người có người. Không biết nó có thấy mình hay không nhỉ? Nó đang bắn cái gì đấy? Ra ngoài phía hiên này coi anh em. Chưa nhìn ra là... À kia rồi kia rồi kia rồi. Tưởng ở đâu? Tưởng đâu cơ, kia rồi ngay phía bên dưới thôi anh em ơi. NVK xuống đi. Xuống để qua anh em ạ. Tầm này thì kẹo sẽ xuống để qua mọi người nhá. Làm sao xem là chú chạy được đi đâu? Bên này hả? Ok thôi. Rồi này làm sao người đâu? Nó đang ở trong nhà. Ra ngoài đi em ơi. Bước ra ngoài ánh sáng đi em ơi. Đừng ở đấy nữa. Ở cái đậu xanh. Nó chạy đâu rồi ta? Làm gì mà chạy lẹ vậy? Chắc là đang núp chỗ nào rồi. Làm gì mà chạy lẹ vậy? Làm gì mà chạy lẹ vậy? Ơ đậu xanh. Lạ nhỉ? Hơi bị lạ không ạ? Hôm nay thật sự là tôi chẳng biết nó chạy đâu. Chắc là có khi là cái lúc mà tôi xuống ấy. Tôi chạy xuống cầu thang là nó đã qua về cái chỗ khác rồi. Vãi trưởng thật. Thật sự luôn hả? Thế này là sao đây? Khá là hay là hiện tại thì mình đã có được quốc gia nhá. Wait nào. Nó chơi tiểu liên vậy nhỉ? À đâu? Nó chơi nòng giảm thanh. Mình quên mình quên. Sorry mọi người, hơi nhầm xíu nhá. Chạy đi mày. Đúng rồi, chạy đi mày lên bảng. Xong luôn, cần gì phải xài giảm thanh. Đứa nào thấy người cái là mình hạ cho nó luôn nhá. Ôi bên dưới có hầm sắt luôn hả? Ghê vậy. Hơi căng hơi căng. Chôm của nó cái giảm thanh đã mọi người ơi. Xem vứt bớt được cái gì đi. Vứt bớt đạn tiểu liên đi này. Chôm cái giảm thanh này, 1x này. Bom keo này, lựu đạn này. Đi thôi các bạn ơi. Tầm này thì khá ổn rồi nhá. Đó, chôm được hai món này này. Ngon. Tất nhiên là mình vẫn chưa vứt cái đồng ba đi. Cứ để đi. Bây giờ là xuống dưới này xem là chúng ta sẽ có được gì nhá. Hòm thính này. Ui, có mỗi cái giáp ba thôi. Có một con xe ở dưới này. Xem còn gì nữa không, liệu để còn nâng cấp thêm đồ nữa. Mình đang có 7 tiểu máu, rất là nhiều máu rồi nhá. Giáp mới này, ngon. Ui, lại là gấu da nữa hả? Nhiều vậy. Thật sự luôn. Tầm này thì quá nhiều gấu da luôn mọi người ạ. Ok, 7 thằng nữa. Let's go. Cùng kẹo đi xem mạng đó anh em ơi. Mình mới kiếm được có 5 mạng thôi. Thế nên là trận này thì đang còn rất là đông nha mọi người. Còn 10 thằng nữa. Có vẻ gắt, có vẻ gắt. Làm sao mà hạ cũng được tận 10 nữa đây. Để mình xem nào. À, phía sau là có người này. Đây hả? Thôi xong. Đấy hả? Đấy hả? Đứng lại. Rồi nha, lên bảng. Xung quanh khu này có người hả? Chỗ nào vậy? Đấy hả? Xuống đây. Xuống đây mày. Xuống đây mày. Có giỏi xuống đây. Có giỏi xuống đây mày. Xuống đây. Chắc là không dám xuống đâu mọi người. Không dám xuống đâu. Làm sao đấy? Qua đây. Qua đây qua đây. Qua đây mày. Qua đây mày. Qua đây mày. Chạy đi em ơi. Đúng rồi chạy đi. Chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi. Ok lên bảng, 7 kill rồi. Ngon lành. Anh bảo chú rồi cơ mà, chạy nổi không? Let's go, tiếp tục cùng kẹo đi xem mạng nhé anh em. Tầm này thì bo thu hơi xa đấy. Cũng như là mình đang có là 14 mắt xem rồi cơ. 9 quả bóng keo.
sẽ đủ để cho mình sống sót đến cuối trận đấu nha mọi người. Ok. Trận này thì có tốt một nào mọi người. Rồi nhé, làm sao đây? Người đâu? Người đâu cả rồi đây? Ây da. Chả biết là người đâu cả rồi. 6 thằng nữa. Ok. À, có người này, có người này. Có người này anh em ơi. Có người này anh em ơi. Có thằng bé này. Làm sao đấy? Nó đang đứng cạnh ở dưới anh em ạ. Thôi kệ đi. Bo đang thu lại rồi, canh gì nữa. Lắp nòng ba vào sấy cho nó cắt nhá. Thằng nào qua đây cái kẹo cho xanh mộ bây giờ. Mình nghĩ là thằng này thì mình nên vào bo trước anh em ơi. Không nên nhây với lại mấy đứa trong bo làm gì cả. Đây này, một đứa đang chạy sau lưng mình, vừa chạy thì cẩn thận xíu là ok. Cứ vào bo trước đã thì đây mới là một cái phương án an toàn mọi người ơi. Ok, đứng ngay đây là đứng ngay dìa mo rồi, hợp lý này. À, lắp cái giảm thanh vào nhau mọi người. Chợt kia chạy xuống. Xuống đây em ơi. Xuống đây là chú xanh mộ với anh nhá, đây rồi. Đây rồi này, chở đâu cơ, xuống đây. Xuống đây em ơi, dựng bom keo chạy đâu. Chạy đâu được vậy. Chạy đi em ơi, đây bà, thế thôi. Có gì đâu các bạn. Có thế là lên bảng thôi mà. Ok, 4 thằng nữa. Rồi xong. Thật sự là bò ở đây thì vẫn đang rất là đẹp nhá. Mình vẫn chưa phải di chuyển luôn anh em ơi. Đứng tạm đi. Không cần phải di chuyển luôn này. Ok. Tầm này thì đã có bao nhiêu đây? Đang còn 4 người chơi nữa. Ui. Như vậy thì cơ hội chiến thắng lúc này của mình chỉ có đó là 20% thôi các bạn ơi. Chơi cẩn thận một xíu là ok này. Giảm thanh thì trong tình huống này vẫn đang rất là cần thiết. Mỗi tội là mình đang hỡi đạn súng trường. Đứng tạm đây. Tí nữa chạy vào thì vẫn không sao cả. Mình có 9 quả bóng keo. Và mo trước thì hơi bất lợi xíu. Lựa chọn ở ngoài là đúng đắn rồi nha. Tầm khoảng là 6 giây nữa thì vào mo điện tiếp theo sẽ thu lại này. Đây. Mo càng ngày càng nhỏ rồi nha em, đã thấy chưa? Thấy chưa? Tầm này thì cái khu vực trung tâm của nó là căn nhà kia. Căn nhà kia mình nghĩ là cũng đã có đứa thủ rồi. Rồi xong, ok. Chạy vào bo thôi mọi người. Đây này. Và cái chỗ này vẫn là một chỗ trong bo nhá. Đây, tầm này thì mình đang ở trong bo an toàn rồi. Mình nghĩ sẽ dựng bom keo thì nó sẽ ok hơn. Đứng đây. Một vị trí vô cùng là an toàn nha mọi người. Bên trên có một đứa đây. Cẩn thận. Mình thấy một đứa ở ngay phía 345 rồi nhá. Tầm này thì trang bị giảm thanh thôi chứ nòng ba gì nữa. Đây này, cái đầu này. Anh em vừa nãy thấy cái đầu nó chưa? Ok. Bo thu ra tận ngoài này khá là ngon anh em ạ. Đây này, cái đầu này. Nó chạy này. Chạy đâu mày. Dựng bom keo đấy hả? Rồi cứ qua đây. Coi như là lộ vị trí luôn cũng được không sao cả. Mình đang ở rất là gần bo. Tầm này thì bo ủng hộ này. Không được top 1 nữa thì hơi phí nhá. Đồ thì ngon Goza này với lại MP40 này. Trận này không được top 1 phải nói là cực kỳ phí luôn nha mọi người. Đây chạy vào đây. What the hell, thằng bé chạy vào mo này, hợp lý này. Ok. Thằng kia kìa. Chạy đâu mày. Ui, chạy đâu mày. Chạy qua thính rồi hả? Bình tĩnh. Chắc chắn là có một đứa trong nhà rồi. Làm sao đấy? Ui. Trước mặt của người nha. Đậu xanh này. Làm sao đấy mày? Ui, nó còn xíu máu thế à? Ok. Bên trên này nữa. Tí nữa thứ hai là kia nó sẽ solo với nhau. Nói chung là trận này ok, top 1 dễ. Mình tự tin có thể đạt được top 1 đến 99% rồi các bạn ơi. Anh em hãy tin ở mình. Tỷ lệ top 1 lên đến 99% cơ. Ok, bình tĩnh nha anh em. Nó chạy này. Nó lại dựng một kèo nữa hả? Rồi các bạn hãy cứ yên tâm ở mình. Rồi ok, thằng bé chết kỳ liệu luôn. Hợp lý, qua đây. Thằng còn lại qua đây. Mình có 5 quả bóng keo cơ. Qua đây em ơi. Đúng rồi, qua đây. Chơi nổi hay không? Mình cũng có bóng keo nha bạn ơi. Rồi làm sao, qua đây. Thằng bé đang chưa dám qua đâu anh em ơi. Làm sao, qua đây. Làm gì thế hả? Đứng làm gì vậy? Làm gì vậy? Qua đây. Làm gì vậy em ơi? Yes. Top 1 10 kill. Quẩy lên.
Hợp lý đây. Đã bảo với anh em là tự tin trận này top 1 đến 99% rồi cơ mà. Ui dồi mìn này. Mìn gài trong nhà gài thoải lên nhá. Thế cho anh em kẹo nói đâu có sai đâu. Ok. Mình đã có top 1 với 10 kill ở trong vòng đấu đi nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.